Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Hé lộ những bí ẩn của nghề pháp sư trong rừng rậm Amazon. Trong những cánh rừng nhiệt đới ở Amazon, những pháp sư đang ra sức đào tạo một thế hệ tập sự, những người sẽ thay thế họ phục vụ cho cộng đồng trong tương lai. Với diện tích 5,5 triệu km2 nằm trải dài trên 9 quốc gia, Amazon được xem là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới. Đây là nơi ở của khoảng 2,5 triệu loài côn trùng và được mệnh danh là lá phổi của thế giới với lượng oxy cung cấp cho trái đất chiếm 20%. Rừng mưa nhiệt đới này hiện có khoảng 500 bộ lạc đang sinh sống. Mỗi bộ lạc sẽ có một nền văn hóa, giá trị và truyền thống riêng. Tuy nhiên, những bộ lạc này đều rất bí ẩn. Cuộc sống và cách sinh tồn của họ vẫn luôn là điều hấp dẫn nhiều nhà nghiên cứu. Trong số những giá trị văn hóa của các bộ lạc ở Amazon, dường như những pháp sư luôn là một giá trị thu hút và mê hoặc thế giới bên ngoài hơn hẳn bất cứ điều gì khác. Với niềm đam mê nghiên cứu về Sahaman, nhà nghiên cứu kiêm nhiếp ảnh gia Ahi đã thực hiện một cuộc hành trình đến Amazon để tìm hiểu về những con người đại diện cho thần linh này. Khu vực ông tìm đến là vùng rừng rậm nằm ở phía bắc của Ecuador. Tại đây, ông đã có cơ hội tiếp xúc với bộ lạc Sua, gặp gỡ vị Sahaman Don Rufino và đã ghi lại được một bộ ảnh độc đáo về đời sống bí ẩn của những Sahaman trong những cánh rừng nhiệt đới Amazon. Sahaman là gì? Sahaman hay pháp sư là một người có tầm ảnh hưởng và rất được tôn trọng trong cộng đồng. Hiểu theo cách đơn giản, Sahaman là người có khả năng liên hệ với thế giới tâm linh, từ thế giới của người tốt cho đến thế giới của những kẻ xấu xa. Sahaman là người thường xuyên ở trong trạng thái xuất thần khi thực hiện những nghi lễ cho cộng đồng. Bên cạnh đó, Sahaman còn có thể thực hành tiên tri và khám chữa bệnh cứu người. Don Rufino xuất thân từ một gia đình có truyền thống lâu đời là Sahaman, nhưng ông lại là người duy nhất trong số những anh em có niềm đam mê và quyết tâm theo đuổi, kế thừa giá trị nghệ thuật có từ thời cổ đại này bằng tất cả trái tim và tinh thần trách nhiệm. Rufino cho biết hứng thú của ông đối với Sahaman bắt đầu từ năm 8 tuổi, mặc dù bị gia đình ngăn cản, nhưng ông vẫn thường xuyên lẻn ra khỏi nhà vào ban đêm, trốn vào bụi cây rồi quan sát ông cùng cha của mình thực hiện những nghi lễ cổ xưa của Sahaman. Khi đã đến tuổi trưởng thành, Rufino đã tham gia vào nhiều cuộc khảo sát nghiên cứu về rừng rậm. Cuối cùng, sau khi vượt qua tất cả những bài kiểm tra, cha của ông cũng đã công nhận sự quyết tâm, nỗ lực và chấp nhận cho ông trở thành một Sahaman. Lần đầu tiên tiếp xúc với bộ lạc Sua, Ahe đã bị chỉ trích vì dùng từ Sahaman để gọi những pháp sư trong cộng đồng của họ. Họ nói với Ahe rằng, ở đây chúng tôi không có Sahaman, chúng tôi chỉ có nhà tiên tri. Theo bộ lạc Sua, một pháp sư sẽ có nhiệm vụ tạo hoặc xóa bỏ lời nguyền và cố gắng lý giải những vấn đề tâm linh cho mọi người. Còn nhà tiên tri sẽ sử dụng kiến thức về cây thuốc trong rừng để cứu chữa cho mọi người và là người tạo ra hòa bình cho bộ lạc. Ahe nói, trong một cộng đồng Sua có rất nhiều nhà tiên tri, nhưng chỉ có một số người trong đó được tôn vinh là nhà tiên tri tối cao. Mỗi nhà tiên tri tối cao sẽ tại vị và phục vụ cộng đồng trong 10 năm, sau đó những trưởng lão trong bộ lạc sẽ chọn ra người khác để thay thế. 2. Một Sahaman tập sự. Qua nghiên cứu, Ahe biết rằng trong tất cả những nhiệm vụ phải thực hiện trong đời, nhiệm vụ quan trọng nhất của một Sahaman là truyền lại toàn bộ kiến thức cho thế hệ sau. Nếu trước đây Sahaman đã từng giữ vai trò như một người lãnh đạo trong cộng đồng, thì giờ đây giống như nhiều nơi trên thế giới, thời gian đã dần làm đổi thay mọi thứ. Ahe nói, Don Rufino nói với tôi rằng ngày nay hầu hết các bậc cha mẹ đều khuyến khích con cái theo đuổi nền giáo dục của phương Tây. Điều này thường trái với những tư tưởng và lời giáo huấn dành cho các Sahaman. Chính điều này đã làm cho các Sahaman gặp phải nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm người kế nhiệm theo như truyền thống. Vì thế, Ahe đã xem việc tìm kiếm một Sahaman tập sự là phần quan trọng nhất trong chuyến hành trình của mình. Tôi muốn đi đến nhiều nơi và xem liệu tôi có thể tìm thấy một đứa trẻ sẵn lòng tham gia tiếp nhận giá trị nghệ thuật đã có từ thời cổ đại này hay không. Tôi muốn tìm kiếm một điều thật quý hiếm trong thời đại của chúng ta, một Sahaman tập sự, Ahe nói.
Chính mục tiêu này đã đưa Ahur dấn thân sâu hơn vào bên trong rừng rậm, và tại đây anh đã được thỏa ý nguyện khi gặp gỡ cậu bé Naikim Tazamaren, 13 tuổi, một Shaman tập sự hay một nhà tiên tri tập sự theo như cách gọi của bộ lạc Sua. Naikim là con trai út của nhà tiên tri tối cao hiện tại của bộ lạc Sua và là tương lai cũng sẽ trở thành một nhà tiên tri như cha mình. Vì lựa chọn một đứa trẻ trở thành nhà tiên tri không dựa trên kiến thức sẵn có trong đầu trẻ, mà dựa trên sự quan sát khả năng biểu hiện qua thời gian của trẻ. Những trưởng lão của bộ lạc sẽ quan sát những đứa trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 12 thông qua hàng loạt các trò chơi tưởng như bình thường, nhưng lại có thể bí mật kiểm tra sức mạnh, sự nhanh nhẹn phản xạ và quan trọng nhất là cách cư xử của những đứa trẻ với mọi người xung quanh. Nhà tiên tri tối cao nói với tôi rằng, một nhà tiên tri bắt buộc phải khỏe mạnh để trèo cây, đi xuyên rừng và phải dũng cảm để bảo vệ cộng đồng khỏi những loài thú dữ hoặc những bộ lạc thù địch. Những điều quan trọng nhất đối với một nhà tiên tri là cần phải giữ được bình tĩnh khi những người khác đang hoảng sợ và phải thật công bằng để giải quyết những vụ tranh cãi giữa các thành viên trong bộ lạc, Ahur nói. Một đứa trẻ được chọn trở thành nhà tiên tri tập sự thường 12 tuổi, và một khi được chọn, chúng sẽ phải theo những trưởng lão trong bộ lạc học cách phân biệt những loại cây khác nhau trong rừng rậm và cách điều chế chúng thành các loại chất độc khác nhau. Nổi tiếng nhất trong số đó là một hỗn hợp được gọi là Ahuska hoặc Lowaska. Ahuska là một loại thuốc gây ảo giác cực kỳ mạnh được chế tạo để giúp một nhà tiên tri tập sự tìm thấy chính mình thông qua hàng loạt ảo ảnh khác nhau. Ahur nói rằng, uống các loại nước là một chìa khóa quan trọng để trở thành một nhà tiên tri. Lần đầu tiên sau khi uống Ahuska, đứa trẻ sẽ được đưa đến một nơi linh thiêng như thác nước và ở lại đó một mình thiền định và tự tìm ra bản thân giữa những ảo ảnh không ngừng biến đổi. Tôi nghĩ tất cả những điều này là một ý tưởng tuyệt vời. Một người có kiến thức và sức mạnh ma thuật vĩ đại nhất trong bộ lạc lại phục vụ như người tạo dựng hòa bình. Tôi chắc chắn một Shaman hay một nhà tiên tri đều có thể dễ dàng sử dụng những khả năng của mình để trở thành thủ lĩnh của cộng đồng, nhưng họ đã không làm như thế. Họ luôn luôn khiêm tốn và hài lòng với vai trò của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.